Ok, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở cái khu vực ga quốc nội của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất các bạn. Hiện tại họ thấy là có thể nói là người dân ùn kéo đến ở khu vực sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất để đi đâu á, đi chơi hay đi đâu rất là nhiều luôn. Bây giờ là tầm 6 giờ chiều, rất là nhiều người. Quá trời người các bạn. Khách du lịch hay như họ đi nghỉ hè gì. Hôm nay thì ở Sài Gòn chúng ta có cái chương trình là lễ hội ngày hội du lịch các bạn. Cái chương trình du lịch rất là hấp dẫn luôn. Rồi chúng ta đi xuống đây xem là khách du lịch họ đi đâu mà quá trời vậy. Đây là khu vực của ga đến trong nước. Để xem chúng ta thấy là những cái chuyến đến họ đến đâu. Tại thì các cái chuyến bay nội địa thì là chủ yếu, các cái chuyến bay nội địa là chủ yếu, còn cái khu vực mà đến từ nước ngoài thì không có nha mọi người. Đó. Tại thì mình đang ở trong cái khu vực của cái chuyến khu vực cái sảnh này là cái cổng số mấy mình không nhớ đó, mà khu vực rất là nhiều cái người Việt Nam chuẩn bị đi. Đây bạn, chuyến đến đó. Thì bây giờ bắt đầu là từ 6 giờ đây đây. Các chuyến đến từ Đà Lạt, Côn Đảo, Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Lạt. Chú ý cho ta thấy là các chuyến đến từ Đà Lạt là các bạn đi du lịch. Bây giờ là 16 giờ 18 giờ 8 phút. Các hãng như là Việt Jet Air, Bamboo Air, Việt Nam Airlines, rất là nhiều, đa số là các cái chuyến các cái hãng hàng không quốc gia ở nội địa thôi. 6 giờ 10 sẽ có một chuyến đến từ Hà Nội, đến từ Vinh, đến từ Đà Nẵng. Đó là người ta sẽ thống kê đây là các cái chuyến bay ở trong nước. Ok. Tôi thấy là rất là nhiều cái khu vực khách chủ yếu là trong nước thôi. Sim card không biết có bán không. Đây đây của phía này là của Sasco Travel. Chủ yếu là người Việt thôi à, chủ yếu là người Việt họ tổ chức họ đi du lịch. Đây có một cái đoàn phim. Cuộc này thì đoàn phim. Cuộc này là cuộc chờ. Nước trang đâu rồi? Nãy là cổng đến, bây giờ lại đây là phía này là cổng đi nha mọi người. Cổng đi. Chúng ta xem là các cái chuyến đi là họ đi đâu. Đây ra đi trong nước các bạn. Phía đây là phía đây quá trời người các bạn. Cái sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là có thể nói là sân bay lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Và người dân lưu chuyển qua đây rất là lớn luôn. Và hôm nay thì cái khu vực ga quốc nội là rất là đông. Đông lắm các bạn. Tất nhiên là ở các khu vực của ga quốc tế thì nó không có đông như vậy. Chỉ có một vài chuyến thôi.
Hôm nay thì mình sẽ chút nữa mình sẽ đi qua ngang qua khu đấy để cập nhật thông tin cho mọi người. Ở đây là một đoàn làm phim. Quá trời máy quay kìa. Một đoàn làm phim các bạn. Hôm nay mình vào đây có công việc, sẵn là quay lại cho mọi người xem luôn. Rồi chúng ta sẽ đi ngang qua cái khu vực ga quốc tế xem là có những cái chuyến đến và chuyến đi như thế nào. Các anh chị, cô chú và các bạn đang xem live cho xem cái các video của cuộc sống văn hóa thực tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Mọi người nhớ đăng ký kênh live stream để cập nhật những điều rất là chân thật về cuộc sống Sài Gòn của chúng ta. Quá trời đồ các bạn. Cái nhu cầu đi lại của người dân Việt Nam hiện tại là rất là lớn, đặc biệt là ở trong nước. Có những cái nhu cầu đi quốc tế, nhưng hiện tại các đường bay quốc tế đang chưa có mở lại, cho nên là việc đi du lịch ở trong nước là rất là lớn. Đặc biệt là trong dịp hè này nữa. Trong dịp hè khi mà các bạn nhỏ chúng ta là nghỉ hè 14 hay 13. Và các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng thu hút rất là nhiều khách du lịch trong nước. Sau khi mà dịch Covid-19 đang hoàn thành trên khắp thế giới thì cái nhu cầu đi du lịch của Việt Nam chủ yếu hiện tại của người Việt Nam là đa số là ở trong nước nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Ta sẽ đi qua cái khu vực quốc tế. Mình nghĩ là cái khu vực của sân bay quốc tế thì khá là ảm đạm. Cái dòng xe hơi chạy vào đón khách thì chở taxi nữa là kẹt xe luôn ạ. Đây là khu vực của mình đi qua cái đường bay quốc tế. Dạ dạ vâng. Sân đón Swiss. Wow. Khu vực này là mình sẽ đi vào các cái khu check-in. Sân đón Swiss. Ra đi trong nước. Ok. Đi qua cái khu vực thế coi. Chắc chắn là cái không khí nó sẽ trái ngược hoàn toàn với cái ga quốc nội. Ga quốc nội thì đông người, rất là nhiều người đi. Còn ga quốc tế thì sẽ rất là thưa thớt. Và ở đây mình thấy từ xa là họ không có bật đèn luôn các bạn. Không có bật đèn luôn. Mọi người có thể thấy là phía bên kia là rất là ảm đạm luôn. Với không có người đi luôn. Mình sẽ đi ngang qua phía khu vực này, mọi người thấy này. Bạn thấy không? Vắng vẻ. Hầu như là không có người luôn mà. Các cái dịch vụ thì phải nói là cũng không có mở cửa. Các cái gian hàng nước uống thì cũng không có luôn mà. Đó, hai cái khung cảnh nó rất là khác nhau.
nay đi ngang qua đây sẵn mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Rất là quấn luôn. Thường bên đây là ga quốc tế là người đến người đi, và đặc biệt dịp hè này rất là đông luôn, bây giờ không có gì luôn.